Nhóm Mông Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mấy chị em trong nhóm thật sự rất là vui mừng và háo hức luôn khi mà được chuẩn bị để mà mình trồng cây thanh trà ngọt đó các bạn ơi. Dạ thì mấy hôm nay cũng nghe nói là chị Kim Loan cũng đang đợi mấy chị em trồng cây, tại vì thấy là mua về rồi nhưng mà vẫn chưa thấy trồng. Cũng mong chị thông cảm nha, tại vì trong thời gian này mấy chị em cũng hơi bận một chút xíu á, nhưng mà hôm nay thì cũng bắt đầu đã có thời gian. Với lại khi mà đem cây thanh trà về á, mình cũng phải chuẩn bị làm mấy cái mô như thế này nè, rồi sau đó mình nhờ chú Năm lấy đất lên để mà mình đắp lại như thế này, sau đó thành những cái mô, cho nên là chuẩn bị cũng mất hết 1 đến 2 ngày. Thì hôm nay mấy chị em mới có thể mang cây thanh trà ngọt ra để mà mình bắt đầu trồng xuống. Dạ, như cô chú anh chị các bạn thấy đó, thì đợt trước năm rồi nước ngập lên rất là nhiều luôn, ngập là tràn hết các bờ đê. Dạ thì thấy bây giờ bên hầm Rau Nhút là giờ này là nước ròng nè, nhưng mà nước nó cũng đã ngang ngửa gần cái bờ đê rồi. Dạ, thậm chí là mùa nước lũ sắp tới thì nó sẽ cao hơn. Đôi khi thì mấy chị em cũng sợ, đợt trước thì đã ngập hết một lần rồi, mấy cây sabuche thì cũng bị chết rất là nhiều luôn. Cho nên là đợt này để mà cẩn thận hơn, mấy chị em quyết định là đắp mô. Với lại cái lúc mà đi xuống mua thanh trà đó, thấy chủ nhà vườn người ta cũng làm mấy cái mô như thế này nè, người ta mua mấy cái miếng mủ như vậy nè các bạn, xong rồi quấn lại thành một cái vòng tròn, sau đó thì chú Năm mang đất vào để mà đắp cho nó cao lên như thế này. Dạ, ở phía dưới đây thì là bờ đê, mục đích chính để mà mình trồng cây thanh trà mà mình đắp mô như thế này nè, thì để nhiều khi nước mưa nè hay là nước nó có tràn vô đó thì nó cũng sẽ không có bị ngập, hoặc là nó giữ nước lại trong đất thì làm cho cái cây thanh trà của mình nó bị úng gốc. Với lại cây này thì mới đem về trồng thôi, nó còn nhỏ lắm, nên là mấy chị em sợ đây rồi nước mưa hay là nước lũ tràn vô đó thì sẽ bị hư cây thanh trà thì rất là uổng luôn. Dạ, mình giờ mình trồng thì chị Kim Loan có nói là một hàng dọc là 14 cây, nhưng mà bây giờ thì bờ đê mấy chị em là một hàng dài như vậy, thì mình để coi thử coi là trồng được bao nhiêu cây nha. Khoảng cách từ mô đầu tiên đến mô thứ hai là 6 mét. Dạ, nghe nói là cái khoảng cách này là sẽ vừa nè, với lại mình cũng cách cây sabuche ra nữa, tại ở đây thì đã có trồng sabuche rồi nên là mình cũng cách ra. Dạ, bây giờ thì chị Ba với Ngân đang đem cây xuống trồng nè. Cái cây thanh trà này là loại lớn á, là bữa đó mấy chị em mua là giá là 500.000 đồng. Mình trồng loại lớn trước rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đắp để mà trồng thêm loại nhỏ nữa. Dạ. Đây cái dạng này là cũng là cây ghép nè, rất là vui luôn khi mà mang về nó vẫn còn nguyên dạng lá và cây luôn. Hy vọng là trồng thì nó sẽ cho những cái trái thiệt là ngọt và ngon luôn nha. Cứng quá chị. Đây bây giờ sẽ tới luôn ở phía trước. Này, khoảng cách đó là mình với chú Năm cũng đã đo rồi, là từ mô này mình sang mô này là 6 mét. Đây là một khoảng cách như thế này. Đất thì cũng không có nhiều nên là mình lấy đất ở dưới vàng bông thiên lý mình mang lên đây mình trồng thực nghiệm như thế này nè. Đất cao như vậy thì trồng hy vọng là mùa lũ sắp tới thì sẽ không có bị ngập hay là bị chết cây thanh trà, thì giá trị của nó cũng rất là cao nữa. Với lại muốn mua cái cây thanh trà này cũng không phải dễ, đi một cái quãng đường khá là xa luôn mới có cái giống này để bán. Bỏ lên chị. Ui kiến lửa. Rồi xuống luôn. Rồi trồng lên. Ở Cồn Bà Hòa của mấy chị em thì đó giờ chưa có ai trồng cái cây thanh trà này hết, chỉ có nhà mình là lần đầu tiên đem về trồng thôi. Thì cũng nhờ chị An á, chị An biết được cái giống là cũng như là trước đó cũng đã từng ăn rồi á, cho nên là chị cũng biết, rồi sau đó là được chị Kim Loan gửi tặng nữa, cho nên là rất là cảm ơn chị luôn nha. Bây giờ thì mấy chị em sẽ bắt đầu trồng dài tới luôn. Dạ, cộng thêm nữa là chị cũng có nói là 6 cái cây là trồng vô chậu, thì nữa mấy chị em cũng sẽ bắt đầu làm chậu để mà trồng vô cho chị luôn. Cái mô đất này thì nó cũng rất là cứng cáp luôn á. Thường cái mô này ngoài trồng được cây thanh trà nè, người ta còn trồng cây mai nè, nhiều cây lắm. Ui trời ơi, con trùng không, con cuốn chiếu, con cuốn chiếu đem lấy ngay. Rồi xuống luôn. Rồi lấy ngay. Rồi 1 2 3
Dạ. 6 mét 6 mét. Dạ. Yeah. Đây, kế bên là lúc mà nước ngập á các bạn, ngập luôn cái chỗ cây sabuche á, cho nên là lá nó bị vàng hư nè, nó mấy chị em cũng đốn bỏ luôn. Dạ, còn phía trước thì một mô nữa. Rồi. Mô đó thì chú Năm đang lấy đất lên để mà chuẩn bị đắp thêm một mô nữa nha. Đây, cái mô này cả. Dạ. Đây, đây là cái hình dạng của cái mô nè. Thì nó chỉ là một cái miếng dĩ dài thôi. Nó giống như cái đồ đựng hộp gà, hộp vịt vậy chị. Sau đó rồi quấn nó lại như thế này nè. Hình như là lấy dây chì kiềng cho nó cứng. Nó có chị? Con ốc nè. Con ốc luôn hả? Đây, à nó có con ốc dặn lại như vậy luôn. Rất là tiện luôn. Đây, đây là con ốc nè. Còn đây là cái mô. Nó cái mình nói nó lại, mình quấn nó. Rồi chú Năm bỏ đất vô. Cái này là hai miếng nói lại thành một mô hả chú Năm? Hai miếng thôi. Dạ, hai miếng nó mới bự phải không? Ừ, miếng nhỏ. Chú Năm hết rồi nè. Dạ, đây, đây là một cái miếng bự nè. Đó, cái mình nối lại thành một cái mô tròn như thế này. Sao mình để đất mình trồng vô ha. Nó rất là tiện luôn, nó giống như là thay thế cho cái chậu gì đó. Nhưng mà mình trồng như vậy nè, thì cây của mình nó cao hơn. Nếu mà nó có ngập á thì nó cũng sẽ không có ngập tới nữa. Nên là rất là hy vọng là sẽ thành công. Rồi đến 3 năm sau thì sẽ cho quả ngọt. Cái 60 thùng hả Năm? Cái chục thùng không nổi rồi. Hả? Này thấy ta trồng mai đó nè. Đúng rồi, ta trồng mai là trồng mai á. Cái mai bự á. Nhưng mà từ đây ra đó chắc mình được chắc 10 cây là dữ lắm rồi ha. Không tới luôn á. Không tới 10 cây luôn, chắc tầm 8 cây. Dạ 5, 6, 7, 8 hoặc là 9 cây. Chắc là 9 cây một bờ đê á. Còn bờ đê bên kia thì trồng mất hết rồi, cho nên là không có đắp lên trồng thêm được nữa. Mong chị Kim Loan thông cảm nha. Tại vì tụi em cũng muốn trồng hàng dọc 14 cây lắm, nhưng mà diện tích đất không cho phép, cho nên là chắc là mình sẽ trồng bên đây rồi mình kiếm thêm gần đó nữa, mình sẽ trồng thêm một hàng nữa, là hai hàng hai bên luôn nha. Nhưng mà đặc biệt là thanh trà này thì mấy chị em trồng phải là trồng trên bờ đê cao, không có dám mà trồng ở dưới thấp dưới đây. Dưới thấp dưới đây thì chắc chắn là nước nó sẽ ngập á và sẽ chết cây của mình. Thêm nữa là cây đê của mình nó không có được cứng cáp, cho nên là lũ tới thì nó hay bị gỉ nước vô á. Ở giữa cái đất á nó gỉ nước vô thì rất là dễ bị hư cây luôn. Nên là trồng trên đây thì rất là mong là nó sẽ không có bị úng gốc. Sau khi mà mấy chị em trồng được 5 cây trước rồi, mình sẽ tưới cây. Cái chỗ này thì nó cũng ướt ướt rồi nè, tưới ít thôi. Cây trước nó hơi khô. Một cây nữa. Cây này hơi nhỏ hơn. Cây đó xong rồi hả chú Nam? Sao cây này nhỏ hơn mấy cây kia ha? Xong. Đây thì ngày hôm nay con với lại Ngân cũng giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái công nghệ tưới cây. Cái này giống như là phun lửa vậy chứ đâu phải là nhỏ giọt đâu, tại vì nó cũng phun phèo phèo ra vậy đó. Thường lúc nãy thì con tưới bằng cái múc lên đó cho mọi người xem thôi, lúc đó là chưa có gắn cái ống này. Nhưng mà lúc nãy thì mới vừa cưa ra xong nè, mấy chị em tụi con mới vừa gắn xong. Thì đây là một cái ống bình minh bình thường thôi cô chú, nhưng mà mình hút nước á từ ở dưới sông lên. Nước này thì tưới cây rất là tốt luôn. Ở đây thì lấy một cái cây cưa nè, mình cưa cái ống bình minh ra, sau đó mình dùng cái ống nối chữ T đó mình nối lên. Và ở đây nè, nó có một cái vòi phun đó, vòi phun tinh lửa của nhà phun nửa miền Tây. Ngăn có thể chỉnh theo công nghệ nha, xây nhẹ thì nó phun nhẹ, xây mạnh thì nó phun mạnh đó.
Pumi Gang là gọng phun nước chưa? Dạ, sắp tới thì sẽ gắn vào trong đây nè, rồi mình chỉ cần là bấm lên thôi là nó sẽ tự động tưới nước như thế này luôn. À, để cố định cái ống. Đúng rồi, cố định cái ống luôn, nó tưới thẳng ngay gốc luôn đó các bạn ơi. Thấy công nghệ mới chưa? Không biết chỗ các cô chú anh chị các bạn có biết cái công nghệ tưới nước như vậy không nha. Nhưng mà chỗ nhà mấy chị em thì cũng mới vừa biết gần đây thôi và đang áp dụng vào để mà tưới cây thanh trà. Còn về riêng với Sabu Che thì chỉ cần đâm lũng một cái ống nhẹ ở đây thôi, nước nó cũng tự phun ra như thế này cho Sabu Che rồi. Nhưng mà riêng với thanh trà thì mình phải có cái ống cao hơn á để mới tưới được lên tới gốc của thanh trà. Dạ, thì mình tưới khi nào mà mình cảm thấy vừa đủ rồi thì mình bấm tắt thì nó sẽ tắt. À, có chế độ luôn, tưới 10 phút, 5 phút luôn. Đầy đủ hết. Dạ, thì cho cô chú anh chị các bạn xem. Thời gian sắp tới thì mấy chị em sẽ làm như vậy và tiếp tục sẽ trồng luôn các cây thanh trà còn lại. Nếu không nữ miền Tây thì xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng đến từ Mạnh Thường Quân, đó là chị Kim Loan. Chúc cho chị thì lúc nào cũng sẽ có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng thì trong 3 năm tới sẽ có những cái quả thanh trà thật là ngọt. Mong là cô chú anh chị các bạn á, nếu mà có đến nhà hôn nữ thì cũng sẽ có một ít quà, đó là thanh trà mang về tặng cho mọi người. Hy vọng là đi vào đúng dịp tháng 3 nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.